đầu đến cuối nè. À, nó cũng để tên là gì, có thêm lôi à? À, bọn này hàng giả hàng nhái mà nó dám để tên gì có thêm lôi à? Đây nhá. Thế này. Cái lọ thuốc của nó đâu? Rồi từ từ anh quay xuống cái chỗ mà chữ gì có thêm lôi cho em xem đi. Rồi để quay lần lượt. Được. Đây gì có thêm lôi này. Gì có thêm lôi này, bốn chai này, tặng gì chuột kìa. Đấy có cả mã vạch này. À. Rồi bắt đầu mình quay xa xa cho một tí, quay tổng quay xa xa nhỉ. Đấy từ từ thôi. Đấy tiếp xa xa thêm tí nữa. Rồi xa thêm một tí nữa. Đây đây, dừ cỏ thêm lôi. Bọn này mất dậy nhỉ. Xem hộp thuốc nào anh ơi, rồi. Anh mở em xem hộp thuốc nào. Cảnh báo khẩn, hàng giả, hàng nhái, thuốc diệt cỏ sinh học, thêm lôi đã xuất hiện trên thị trường. Để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, bà con lưu ý những đặc điểm phân biệt hàng giả hàng nhái sau đây. Hàng thật, chai thiên lôi có dung tích 1000ml, thân chai trong suốt, có thể nhìn thấy thuốc bên trong màu đỏ và đặc sánh, có nắp đong màu đỏ, in rõ ngày sản xuất. Hình ảnh, chữ trên thân chai được in rõ nét. Có đầy đủ thông tin chi tiết, mã QR sản phẩm của công ty Kinh Bắc. Hàng giả, thân chai có màu trắng đục, không nhìn được chất thuốc bên trong. Không có nắp đong, đặc biệt không có thông tin rõ ràng về sản phẩm. Để mua hàng chính hãng, bà con để lại số điện thoại dưới phần bình luận hoặc gọi trực tiếp vào hotline trên màn hình. Lưu ý, khi nhận hàng, bà con kiểm tra đúng mẫu mã như trên video mới thanh toán.